Chào anh em nhé. Hôm nay mới có một con điều hòa live cho anh em. Con này đầu của nó là đầu 22 tương đương với lại máy 9 anh em nhé. Thì con này hình thức cũng tương đối là ok này, cho anh em xem cái bộ mặt của nó luôn nhé. Cục nóng thì hơi bị nứt mấy cái nan này. Đấy. Nhưng mà các bạn có thể nghe thấy là không tiếng kêu luôn nhé các bạn nhé. Êm như gió. Rồi. Ok. Còn vẫy này. Đã vệ sinh sạch sẽ rồi nhé. Cái vậy thì nó bị gây cái lẫy này. Đây, cái tay này lẫy à, cái này thì không quan trọng, vẫn vẫy bình thường thì sẽ chỉnh cho anh em vẫy luôn. Ok là vẫy này. Vẫn tặng cho anh em một cái khiển make in Chila tàu này nhé. Đấy, vẫn vành lên bình thường. Đấy. Các bạn đấy. Ok, như vậy là vẫy vẫn bình thường nha anh em nhé. Hình thức cơ quan này cũng tương đối là trắng đẹp. Thì mình sẽ quay cho anh em là luôn này. Con này đầu của nó là mặt lạnh là 22 PDH. Còn cục nóng của nó này. Cục nóng của nó là H228A nha, ok nhé. Con này đời 208 luôn. Đấy, sắp pala, con này đời cũng cao. Nước chảy ok luôn này. Thế mình sẽ quay cho anh em dàn nóng luôn này. Đây là anh em này. Nước chảy ổ điện luôn nhá anh em nhé. Đấy, nước chảy ổ điện luôn này. Dàn nóng của nó đây anh em nhé. Con này dàn là cũng tương đối là ok. Đấy, như vậy là con này dàn rất là bóng bẩy sạch sẽ luôn. Rồi, đây mặt sau. Bây giờ mình sẽ quay cho anh em cái mặt dàn của con mặt lạnh. Giờ mặt lạnh đây anh em. Lưới ok này. Lưới sạch sẽ, dàn trắng bau này. Đó. Dàn ok luôn nhé. Test cho anh em độ lạnh ok luôn. Đó. Bên này luôn. Kết quả nguyên zin nguyên bản luôn nhé. Mình chỉ vệ sinh và cho ga vào thôi. Anh em là về việc lắp. Vẫn giá 3 triệu rưỡi nhé. Đợt này dịch dẻo đơn là không có hàng. Thế là giá tương đối là giữ như vậy cho anh em, như vậy là ok. Đây, bỏ hắn ra cho anh em xem nhé. Đó. Hình thức đây. Nước chảy luôn. Nước chảy này. Con này dây điện thoại bị cắt nhé. Thế nào các bạn cũng phải đấu vào dây nguồn. Thì cái đấy không quan trọng, miễn là chạy ok và êm như này được. Khẳng định cho các bạn là êm luôn, vì là quay cho các bạn như thế này là các bạn có thể nghe thấy luôn này. Đấy. Cho dù nó rách một ít góc này mà độ êm của nó vẫn đạt hơn so với những cái máy Daikin mới bây giờ. Daikin mới bây giờ rất là kêu. Rất nhiều anh khách hàng Hà Nội. Và đây là hàng mới, cái đấy kệ người ta. Còn đây là em khẳng định cho các bác là quay như này là cho các bác nghe là đã là ok rồi. Anh em là chốt con này là 3 triệu rưỡi nhé. Máy đầu 22. Còn anh em nào mà lấy con 28 này, thì con này đang bị vẫy cái đồ vẫy. Em chưa có đồ chế nhé. Chế xong thì em cũng lắp con này vào. Cái này em mới lấy. Mới lấy về. Đầu 28. Đây là quay qua cho anh em thôi. Anh em nào lấy thì là mình vẫn chưa có thời gian làm thôi. Mình làm thì cái này mình chế cái này nó cũng đơn giản thôi. Chế vào cái là lại dùng bình thường. Còn hình thức bên ngoài cũng tương đối là ok. Bị nứt ở đây thôi. Con 28 này anh em nào chốt thì mình sẽ làm luôn cho anh em. Còn là chính bây giờ con này đã ok rồi thì anh em cứ thế là lấy con này thôi. Một kèn make in Chila tàu luôn nhé. Đây là nguyên tem nhé, em không hề bóc rồi nhé. Có sao bán vậy này, nó thật luôn nhá. Ok, mình xin dừng video ở đây.